Lô mía đầu tiên của tỉnh Hòa Bình vừa được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Mỹ theo đường biển. Đơn hàng gồm 17 tấn mía trắng đã qua sơ chế. Đi cùng lô mía còn có 10 máy ép nước mía, cho thấy sự định hình về cách thức, phân khúc khách hàng tại nơi tiêu thụ. Dự kiến sau khoảng 35 ngày, mía sẽ cập cảng tại Mỹ. Để chuẩn bị cho xuất khẩu, Hòa Bình đã chuẩn hóa vùng nguyên liệu mía theo quy trình Việt Gáp và tiến tới cấp mã số vùng trồng, dù thị trường chưa có yêu cầu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, từ năm 2019, cây mía Hòa Bình không chỉ có mặt ở nhiều vùng miền trong cả nước mà đã dần tìm đường xuất khẩu. Bắt đầu chỉ từ 120 kg mía tím làm hàng mẫu sang thị trường Nhật Bản, sản lượng xuất khẩu đã tăng nhanh qua các năm. Năm 2020 đạt 5,7 tấn, năm 2021 đạt 74 tấn, năm 2022 đạt 300 tấn. Từ thị trường đầu tiên là Nhật Bản, sản phẩm này đã mở rộng sang thị trường khác như Hàn Quốc, Anh, EU, Mỹ.